Wow. Đây rồi các bạn ơi. Wow. Bận không? Chắc mè mè luôn á. Wow. Thêm nhũ, một cái xe, thêm xíu nữa là một cái bẻ. Cuộc chiến này căng đây các bạn ơi. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog nha. Anh em ơi, ngày hôm nay thì mình qua phía vợ mình, nhờ con em vợ mình nó dẫn anh em mình đi đi nó chọn đi con cá gì bự vậy? Có câu đây đó. Câu bự á. Nói xong giờ... với bác. Wow, bác ha. Nói xong với bác một lần nha, nhìn đẹp ha. Con cá giống cá bù gù ha. Đây. Có người đại dương cái gì? Anh em mình sẽ ra vào đây. Năm tạ hả? Nhìn đẹp ha. Thì có rác mình cái bỏ này thôi hả? Bên đây có cua, có ghịa vậy nè. Trời, bên đây là ngày 19 nha các bạn. Con em gái mình nó hay đi ra, nó bắt bắt ghịa gì, nó làm bún lắm. Để bữa nay nó rủ này mình ra thử bắt có không nha. Ồ, anh em mà thấy không? Nước nó lọt xuống mình thấy rác quá nhiều nè các bạn ơi. Anh em đi chơi biển đừng có xả rác nhiều quá nha. Đây nè, con cá toàn là bự vậy. Đây nè, cua xanh nè. Cua này cua xanh. Ồ, cá loại bự. Con gì anh kia, con gì? Con gì hả? Tôm Tại Thiên ấy. Tôm không phải Tại Thiên, tôm 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 càng, tôm gì ở bên nước ngoài, tôm gì đó. Alica. 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 Alica này. Alica. Phải không? Ừ. Đẹp quá. Để có mình nào ăn được. Để. Anh kêu tôm Alica ở Việt Nam nó nhỏ vậy. Ừ. Wow, Vũ bắt được hai con nha, một cái miệng ngậm nè. Ờ ăn Vũ. Được ăn được không? Đây, đây. Được rồi. Ý là coi nó kịp đó. Đeo hú. Cua đá bự. Đây. Con này nó kèm cái chắc. Con này nó kèm cái chắc xăng luôn ha. Con đang liều lắm. Đây con nhâm nè. Ủa con không? Có bao nhiêu? Nhâm bự dí vậy. Nhâm bé hả? Em được hả? Được không được. Nhâm này nè. Không, bán nó nằm chết á. Con cua đó bự lắm út. Nó bu mình hút máu không? Không. Nhưng mà hầm Alaska hai con. Alaska. Hầm Alaska Việt Nam sao nó nhỏ dữ vậy? Việt Nam nó nhỏ. Bu nhiều á. Sợ hả? Con nó ăn được đây. Đi biển mà. Đứa này dám ăn con này ăn sống không vậy? Không. Con nó nhầm thuốc con. Tôi con ăn được không? Wow. Wow. Được không? Bỏ đây, bỏ sao đây? Bỏ con này. Anh đây. Wow. Anh đây ơi. Con ăn được không? Nhiều con quá vậy? Đây nè. Lưu lên nhưng bự kìa. Hả? Thôi. Con lưu lên nhưng bự dữ vậy? Bự ăn cái đuôi được mà. Ủa tôm nhỏ nhiều đấy mẹ. Tôm sọ. Con vậy á. Nhưng mẹ. Ủa sao nó màu trắng? Ờ, nó đúng rồi. Nó có bán không anh? Bán hay vậy? Bán mấy cái gà đèn á. Vậy mừng chủ kêu bữa kêu không bán. Bữa tôi bị nó bán đâu. Làm đi khô luôn. Còn mấy con tiêu y bài luôn. Ờ, nó gần. Cá thôi loại. Nó lẩu ngon lên trời. Anh Trè đây là anh này được trước dẫn mình ra biển xong mình sẽ sống bằng chết nè các bạn. Đi chứ ghi anh ra bắt tôm mà nhớ không? Nhiều con lần đầu tiên mới thấy á. Cũng ở biển nhiều con lần đầu tiên thấy thì các bạn ơi. Ồ tôm nhiều nha. Đây này còn Alaska nữa hiện không? Alaska. Đây này thấy không? Alaska Việt Nam mình. Đây này. Dưới lên chứ sống đây luôn. Thấy không? Thấy không? Wow. Alaska Việt Nam mình nè các bạn ơi. Nhìn thấy không? Đó, tôm Alaska Việt Nam nó nhỏ vậy á. Thôi rồi xong đi. Mày biết mà giống như. Úp lại. Chạy ra mày. Nó cũng phải cua đá không biết. Ăn được không? Được, ăn được. Bỏ vô đi, xay bún được là chơi hết á. Một con nha nè. Sao tôm thấy đèn nó vô anh? Ờ, nó thấy đèn nó tấm mẹ nó vô nè. Vậy giờ mình lấy cái bóng đèn mình treo ra đi. Ê, không được đâu. Không được hả? Coi đây vô, cẩn thận chứ coi nhìn bé nha nhân. Rồi, mang đây nhìn ghê quá ha. Đi ra mà không chạy đây. Ướt luôn đi, ướt luôn mấy ngày. Ướt luôn ba, ướt được mà. Không ướt nó ướt sẵn rồi mà. Nó lì lắm. Bự không? Wow, gai nó ghê quá nha. Đâu còn con nào nữa đâu? Được không? Kho bác này. Chạy mắt. Bù cứng à. Đây không có bao tè cũng khó trời. Trời không khó thôi. Ê! Cái này nó kịp. Phải không rồi. Hay. Wow, con này ngon nè. Ủa giỏi á. Gái mà bắt ghê á. Nó văng lì mà biết rồi. Chụp đi. Chụp luôn. Chụp. Chụp hả đúng không? Chụp. Vừa coi con nha nè. Ông đạm chụp như con khỉ á. Thấy nó đụng nó sợ. Wow, đừng coi nhai út. Có bóng
Ôi, cái nhà nó bự chứ trời ơi. Nó giống con King Rap à. King Rap. Anh em King Rap. Wow. Sao vậy? Có bóng. Wow. Bóng bự vậy? Bên đây bên hôm đó có phải như là đang bị cá. Sao vậy? Chứ nó cá mà. Đây. Được rồi. Sao nó anh tính quay cho đẹp? Tôi sợ nhẹ hả? Có bóng nhẹ mà. Có bóng hay là cá cá thôi rồi. Được rồi, được rồi. Nó lông rồi. Bây giờ bét được cho 10 ngàn này. Con nào? Rửa xong rồi bổ. Đó này. Hey, dấu. Úc giỏi ha, Úc giỏi ha. Lại. Ở đây nhìn quay xuống nhìn ba đứa đẹp lắm. Ghê không? Úc giỏi ghê không? À được được được, đẹp ông tài á. Làm cái nó luôn mà quay đóng đầu con ra. Đóng đầu, nhâm mà béo tôi đập, nếu nhầm bé nó đâm tôi đầu. Con chạy ông em đổ mất cái xô luôn à. Ô nó bự. Mà sao Úc mày mò ra được con nha hay vậy? Ô. Con này hay thiệt đó. Úc bắt được con cá mú luôn hả? Đâu? Con đang nướng nó ngon lắm mày. Con này liều mạng thiệt. Đây. Đâm nào? Đâm luôn rồi hả? Quăng con đạn nó cắn chết á. Không, không, coi thử. Từ từ, từ từ, giấu. Từ từ, giấu. Sữa. Sữa. Giọt. Đó. Đi đầu dưới đâu? Giọt sữa nè. Mà làm y công trình. Ờ, cái giỏ công trình. Wow, càng đã. Ồ, chẳng mấy con dương bự hả? Ghịa con gì hả? Nha hả? Nha. Nha gì mà bự nữa đó. Wow. Quá dữ luôn. Bạn con tui mày. Đang cua mày. Đang cua. Nha bự quá mày. Bỏ vô không? Bỏ vô. Đang ghịa. Bỏ được không? Bỏ không vừa thùng hả? Sao tui toàn bác con đang không tự? Không ấy không hả? Ờ mà chúng tôm tôm gì vậy? Tôm xấu hả? Tôm đất. Wow, sao ra đem cũng chiến lợi phẩm cũng nhiều món quá ha. Đủ món nha. À. Không em đâu á, em lừa cái ấy ra chứ đâu. Còn ngứa mày á? Không ngứa đâu mà. Ừ, ngọt. Rồi đi. Tiếp tục. Anh em ráng xíu nữa là đủ chiến lợi phẩm à. Ôi ừ, nhiều quá thôi ơi. Rút là từ ra. Ồ quá đầy nhiều luôn các bạn ơi. Cá đồ đủ thu thứ luôn. Càng hết. Đổ nước thử nè. Đủ loại luôn. Con nước bự không? Ừ. Quá hấp dẫn. Ồ lâu lâu đi bữa này cũng vui á. Bây giờ về làm sao? Được rồi. Hai con nữa. Hai con mờ, hai con ấy nè, hai con quái vật nữa nè. Ở đây cũng 4 kg. 4 kg không? Sái tư vô. Vũ độ đi vô. 4 kg. Nhìn coi này. Ủa không? 5 kg luôn á. Ủa bóng bé chắc luôn. Ủa. Wow, tính gì đó luôn á. Anh em đi về rồi mà còn có mấy con cua nữa nè, mà dưới đây ngụy trang nhiều quá, anh em bắt thêm. Nó chết rồi chứ, ai thừa. Sao nó quất ú rồi hả? Đúng đi rồi. Đúng rồi. Thôi tao tổng á. Tổng tổng. Rồi anh em bây giờ anh em mình làm sơ rồi đó nha. Dạ yếu quá. Làm vé dấu. Wow anh em gần xong rồi nè. Không biết không chịu đi tém luôn ngầu làm quá luôn rồi. Con này gạch này. Cái gạch hay gì trứng nó đổ chói vậy ta. Gạch còn trứng con này với bụng này. Cái càng à. Trứng bỏ trứng luôn. Ủa càng của đó. Dã man hả. Anh em coi cái thức làm nè. Làm anh em mình làm sao. Cua cứng quá làm vậy à. Cua đây anh em mình chỉ làm tách ra cái miệng nó có đó, thức ăn này. Chứ không có tách cái luôn cái yếm nha các bạn. Yếm là nó mắc gạch đầu trọng sơ hoa. Không, gạch này. Wow, để nguyên luôn. Khổng lồ luôn ha. Đẹp ấy luôn. Đẹp luôn. Ăn nó say đạm á chứ giỡn đâu nghe. Khó thử thách lắm nghe. Ba tô là hơi đẹp đó. Anh em ơi. Hôm nay bây giờ là sáng rồi anh em ơi. Bữa qua anh em mình đi bắt canh đêm rồi mình để phần cho bé Út mình với lại ông anh đi cùng với mình bên ấy đủ rồi. Bây giờ anh em mình đem về đây. Sáng đây mình giả nha các bạn. Ồ, thịt nó nhiều lắm heo, đạt thịt luôn á. Chắc đúng không? Thịt mà giả nó dẻo luôn rồi. Ồ, mình lấy mấy cái càng anh luộc cái toàn. Nó cứng lắm. Càng à, thịt không à. Cái này không có cái máy xay nào đủ công sức để chờ nó hay sao vậy toàn. Cứng quá mà xe nó bẻ cái cấu xay luôn á. Sao làm dung mâm cá vậy? Ông em gái ông, con em vợ ông nó bắt cua rút thì cái gì. Dữ không? Tôi cũng tính tôi thấy gái nó chụp đây tôi cũng xe xá tôi chụp mà tôi sợ trúng cua kia. Wow. Có mà thấy bác đây hấp dẫn đi mình lên núi ông hiểu ơi mà nó vui nữa. Mà nó nhiều đồ. Đủ loại á. Bữa nào anh em mình 24 giờ lấy nữa không? Bữa nào tôi vũ thử thách 24 giờ tắm tiền bên này đi. À anh chiều qua tém à. Ở bên cái biển đó giờ cái mùa này nước nó bắt đầu nó cạn các bạn. Rút loại đá loại đạn. Bữa nào nếu anh em thích thì anh em mình làm một chuyến 24 giờ đi dập theo cái bờ biển qua khúc đảo á, anh em mình 24 giờ nấy có nhiều cá mắm cua gì đồ nhiều lắm. Chiều qua tắm biển ngon á. Ừ. Ở đấy không có sợ đói được các bạn ơi. Hải sản lúc nào cũng có sẵn. Vừa có rừng mà vừa có biển luôn mà. Ô qua nó dẻ luôn mày ơi. Nó nhào luôn á. Đây là nước lớn nhất hả? Dẻ sợ luôn. Giỏ một nước nữa.
cái cấu đây anh em mới mừng lại các bạn ơi. Tí có bữa trước anh em làm ẩm thực món gì mà bẻ cái cấu đây ta? Bữa anh em làm món bữa gì bẻ? Đậu heo hay giò heo gì á. Uống về cái cấu hiện thoại. Cái gì mà bộ nước vô đó. Đậu heo vô. Còn mà nghiên cứu có là keo vào mà dán được cái đấy không? Nghiên cứu dán lại để giữ kỷ niệm. Đây là cái nước nhất của một lần nha các bạn. Uống nó keo vô ơi. Nó dẻo như là nho đam vậy. Giống mắm đục á. Ừ. Như mắm cá đục ngon không? Bây giờ mình phải thử thách mình cái này là ăn là nó xe đạm bữa xe không ta bữa tôi nói một đạm ông tin bữa nay cho ông đạm ăn thử ông tin không vậy là bữa nay kêu cua rạm bún riêu mà xe cái gì nghĩ sao giờ mình lấy nước nhất mình ăn đi là để cái nước kia là để cho bà tám mà nấu bà làm gì bà tám bà dắt lại còn mình ăn cái nước nhất đây nha để thử cái độ dễ nó cái độ đạm nhiều nó mới dễ xay phi cho nó thơm hành tỏi ớt đây là cái nước cua mình các bạn của mình nấu mình nấu vô là sao không hú út như vậy qua nó ăn như thế nó ngại lắm. Trong này là mình cũng bỏ xíu hành tỏi rồi gia vị bột nêm bột ngọt rồi xíu mắm nêm. Mắm nêm đặc biệt là phải có mắm nêm nha. Nhất không phải có mắm nêm mới được à? Sao nước nó đổ đẹp hơn, đẹp hơn cái cua đồng mình nó màu đen nó ngả màu đen hơn. Còn này nó màu đỏ. Do mình làm sạch không biết bên này gạch nhiều. Giờ mình đổ vô. Wow. Nấu bún cua cũng đơn giản ha. Đơn giản lắm. Nó phức tạp hay không mình đi bắt thôi chứ không? Như là mình giỏ như đâu. Ừ, cũng nhanh mà, thấy nhanh mà. Đi bán như nó nhiều quá mà. Nhiều dữ ta. Ở ừ. Đây thịt nhiều sao. Đây nước nhất cái nước nhì, nước nhất cái nước nhì. Nước nhất luôn á. Còn nước nhất luôn đây hả? Ừ, đang giỏ bên kia mà nãy má con Mỹ mà. Nãy má bùng nữa. Sao nó dẻo ghê phải không? Thịt nhiều quá không rồi. Nhiều thịt quá. Không không lột được luôn nè. Nó chả không được, nó đẹp quá. Hay là bây giờ mình đem lên chợ Bùng Sơn bán được không? Chắc tuần Vũ đem lên mở quán bán hết cái nào rồi đi về. Bán chỗ bò kìa. Bán cái bà bán bún riêu quanh chợ Bùng Sơn á. Ê mình đang cái đây ngon bữa xe anh bác cái đây mình bán cho mấy bả đi. Ừ. Có tiền á. Kiếm thêm thu nhập đi. Đem không? Mày dừng sức đi nha. Xin thử thách là anh em mình ăn thử cái bún riêu có bị say đạm không ăn. Say không á. Mà ăn đi mày sẽ biết cái cảm giác nó phê như thế nào nghe trời. Ồ cái nước dẻo không? Cái nước này dẻo này. Ồ. Xuống ngẩu luôn à. Đẹp queo luôn rồi. Đây gạch tôi xào sẻn rồi nha. Đây gạch của mấy con đá xào sẻn giờ bỏ vô cho nó có vị béo béo rồi có mèo gạch hạn chế quậy tối đa hả? Hạn chế quậy luôn cho gạch cho nhiều luôn nghe nhỏ đẻ lúc hay bằng xin lên đóng cái màn bận bận á anh mê cái màn bận bận á có bận mà mấy con mà làm cái nước nhất á là nó tem nó không ngọt tại vì thịt nó chưa ra cái nước hai nè thịt nước nhất nó mới có giật rồi nước hai là mới ra thịt chính vậy mà giờ mình đổ cái ra đi. À. Ủa vậy mà cứ vậy mà anh cứ tưởng là nước nhất nó ngon hơn chứ. Ở giờ ấy mình đổ ở đây rồi mình nấu nước khác. Thì bố sỏi cho thơm nha. Nhìn gì đâu trong đó. Ít lá gừng nha các bạn. Lá gừng thơm lạ kỳ ta. Anh em mình giảm lửa tối đa luôn các bạn ơi. Cái gạch cái gạch nó vàng dễ sợ vô ơi. Gạch đó, cái vàng vàng là gạch rồi thấy không? Bây giờ mới là cuộc chiến thật sự nè các bạn. Bây giờ sao nè? Cứ làm sao bún với nước là một cái nửa cái bún nửa nước rồi nửa cái bún nửa nước hoặc là bù qua sức lại tùy cái này làm của tôi á rau đây một cái mốt này tàu thần thánh một, một cái mốt mốt là một cái xéo đủ tàu thần thánh có vụ á rau vô đấu luôn vô luôn cái tê hay chọn cái xéo là đây nửa cái bún nha mấy bạn vậy là cái đây mấy cái bún bún lạng bún lạng rưỡi chín lạng rưỡi đủ để mình bỏ vô mày vừa đủ nửa cái nữa tao mới khen mày giỏi á rau chín lần nữa nha, đây bốn lần nữa nè. Rồi nha, từ chưa lấy ra nha, lấy bớt lại nha. À mày hâm nhìn mà rồi thả. Ô, rau, thằng này kinh điển không? Thằng này ghê. Thằng này giỏi đấy. Đâu con cái đây. Thằng này xưa nó làm nghề gì đó? Không có thử hả? Đây một chín lần lục. Càng hai lạng. Càng hai lạng mà hai lạng, chín lạng. Mà trúng cái này tao thưởng thiệt nè. Thưởng thiệt phải không? Ừ. Chơi luôn, chơi đẹp. Giờ giờ chơi hai lạng là bẻ lạng chứ. Ừ, bẻ lạng. Ờ, bẻ lạng. Đúng rồi, thử nè. Chưa thiếu xíu. Ồ, tự nhiên. Mày. Ồ, thiếu nửa lạng hả? Ờ. Xíu à. Thằng giỏi á, vậy là giỏi á. Nó cũng như. Rau, gớm á. Chậm ghê. Rau. Đây rồi các bạn ơi. Thao Nguyễn. Wow. Bận không? Chắc mề mề luôn á. Wow. Thao Nguyễn ơi, đây bảy lạng nha. Ừ. Mình lấy một ký hai. Anh nghe nói bỏ khế vô nó càng đông bận nhiều à. Lấy một ký hai nha Vũ ơi. Canh chuẩn ăn liền nha chứ nó nóng cho nó nguội. Ờ ký hai bao nhiêu đâu? Chín nó càng không giỡn đâu. Rồi Vũ ơi. Hứng xuống căng. Cái nước hình như nó nặng hơn á. Ủa đủ rồi, để thêm nước đi. Ờ. Rồi đúng cái hai này. Thêm nước vậy sao? Thêm vô thêm nước rồi mình đậu luôn. Vậy cho 1.4. Ờ. 1.4 đi. Cái tư là mấy. Vậy là mấy lần nước? 7 lần nước. Ít nước quá ăn được không? Thêm nước đâu đủ. Đủ. Vậy ra được thêm nước nữa. Vậy cho 1 ký nước đi. Người nào muốn ăn nước thêm rồi ăn. 1 ký nước. Không chứ cho đều với 1 ký nước. Chứ làm sao mà ăn được phải có nước có gái mới được nha. 1 ký đủ này. Thôi cởi ra được nè.
thêm một tem hiểu, một cái xe đó. thêm xíu nữa là một cái bẻ. Cuộc chiến này căng đây các bạn ơi, đâu đâu rồi một cái bẻ là mấy cái nước, một cái nước, một cái nước với năm cái bún. Một cái nước nữa cái bún. Bây giờ đem bao nhiêu? Một cái xéo. Wow. Ủa, đẹp. Quá đẹp luôn mà. Ông Hiển mang ông sợ lắm cái này đẹp luôn á. Cái này ăn sợ nhức đầu. Vậy mi phê. Thì vậy mới gọi là cần chiến khó chơi nè. Nó phê khỏe cần cho cần. Nó hơn cả được trước ăn ở trên quán luôn ấy. Hơn nhớ. Rồi vô thử em. Chưa đâu, ít nước mà. Thêm nước đi. Wow, xíu nữa, hai lạng nữa. Nước thôi em, nước thôi. Nước thôi. Giá đầy Dũng. Hai cái bẻ đủ chưa? Hai lạng nữa. Wow. Bà chủ quán bán mà mắc mắc xuống rồi bà chủ quán ơi. Xíu nữa. Quá. Đâu? Wow. Nhanh. Bỏ hành vô đi trời ơi. Cầm cho hành vô đi. Cái này là 9 lạng rưỡi. 9 lạng rưỡi. Cho 9 lạng đi, coi như 9 lạng đâu. Cho một cái 9. Anh nghĩ là hết cái xô luôn á, đứa nó canh vừa đủ luôn á. Ồ đẹp chưa? Ồ cái tô xeo này. Đúng chất lượng. Cái tô xeo của ai này, cái đây mới nhiều ấy nè. Chắc của tôi rồi. Cho ông toàn nó mớm nó cho ăn nhiều gà đi. Ủa chạy tôi xe mấy ông chở mấy viện nha. Ok. Từ từ vô. Một cái chín là đủ rồi. Chưa vô ơi. Hết xong luôn em, bận xong xong vô luôn. Không thiếu là bộ ba cộng sở vô luôn. Không, ừ. Dư đủ á. Hết luôn nha. Hai lạng nữa mấy em, 2-3 lạng nữa mấy em. Giá nữa. Công bằng ăn, chào phải công bằng ăn. Đó. Chuẩn bị thêm ai nè. Thằng luôn. Ai sẽ là người chiến thắng. Wow, quay cái đây gạch cho mày. Wow. Ăn chứ coi gã kiếm hết luôn à. Gã kiếm. Ơi, còn đây là phần của mình nha các bạn. Rất là nhiều. Anh em sẵn sàng chưa? Vâng. Sẵn sàng ạ. 1, 2, 3 chơi. Chấm vào nữa. Cái đây là do nãy bún khô luộc ra các bạn ơi. Mời đây nha. Mời cả nhà nha. Ăn nhầm vào nữa dữ lắm. Camera từ trước bây giờ vô team mà bữa nay chắc là trận chiến khốc liệt nhất cái camera. Ồ. Mẹ mày ăn bạn nào. Ăn nhai á. Vũ vẫn là cái tô cũ nha các bạn. Chi nha chơi cái tô này mà. Thấy cái tô nó nhỏ nè các bạn ơi, mà cái đáy nó sâu. Thấy cái chảo ớn ớn mà thấy cái theo càng thấy cái sợ luôn nè. Cố lên camera. Cái đây là bún là một chuyện nha các bạn, nhưng mà cái khó là cái riêu á. Anh em cứ thử ăn bún riêu anh em biết á. Cái riêu nó cái hàm lượng đạm nó cao á. Ăn nó rất dễ bị say đạm. Còn cái càng cua luôn trời. Còn cua luôn à. Khi nào đây mà cảm giác bị say hay bị triệu chứng gì thì nói anh em biết cho nghe. Tôi ăn nước cứ gạch hết cho cái bún ăn thấy là bự quá. Cố lên. Trời ơi cái theo chả bá luôn. Béo ngọt em. Ngon không? Hơn bún riêu mình ăn chợ. Ngon không? Chứ. Nói với cua cái nào ngon hơn? Cái cua mình cua đồng á. Ngon không? Vậy hả? Cho đem xem tô bún riêu của anh Vũ nè. Tô bún này mình nếu ra chợ mà mình mua định giá chắc cũng là 50 ngàn tô này ha. Tôi có 50 ngàn được. Biết. Không ngờ cái con nha mà nó làm cái con nhai con ấy mà dưới biển này mà mình làm cái đây ngon ghê ha Toàn ha. Con nha anh tưởng con đấy không ai ăn chứ. Trời ơi bạn dưới đây không? Ừ. Coi tăng xong á. Chắc không. Mà néo á, trời cũng đục nhiều quá. Nắng trong đục nhiều quá sợ tăng xong. Mới có 2 phút à. Để mình thử thách thử xem thử mấy anh em ăn cái tô bún này trong vòng mấy phút luôn nha. Tô toàn nãy là nhiều riêu nhất nè. Anh Vũ đang rất là tập trung các bạn ơi. Mình ăn cái bún trước rồi nước hấp nhanh này vô ha. Ừ, trạng anh ăn nước được mà bún anh ăn yếu này, để thử anh ăn thấy cái bún trước là anh xử cái nước nhanh nè. Để mà tôi thử sâu đá cái sâu đá được cái lực của tôi không? Ừ, sâu đá cái lực phải không? Lâu rồi anh em mình mới chơi lại. Ồ, trời ném lực quá. Cỏ đó em. Cạo áo. Vũ này thi phải cạo áo chịu được. Cái áo nó chặt quá, nó ép cái bụng không có xuống nhanh được các bạn ơi. Cố lên Vũ. Cố lên đàm. Chưa mà chưa tới chế độ bưng húp mà. Chế độ mà bưng húp này mới tốc độ.
không Trầm? Rung chân luôn á. Rung chân hả? Ngon rung chân hay sao? Toàn nhai càng cua sao sột sột Toàn. Ấn chưa? Cảm giác ấn chưa? Mình thấy mình ngồi hoài mình quay phim vậy thôi các bạn, nhưng khi mình vô mình ăn thật sự á, mình cảm giác mình mới ớn được nha. Chứ nhìn thấy vậy thôi chứ ghê lắm á. Vũ vẫn còn lợi hại như xưa các bạn ơi, gần hết rồi. Camera cố lên, Trầm cố lên Trầm ơi. Cái tô nhỏ nhỏ nhìn đỡ sợ bớt à. Còn đang cũng chia nhà cái chảo này, cái chảo chia nhà ăn bánh canh giò heo à. Còn Vũ ăn cái tô bánh canh hải sản. Sao lọt cái càng đó vậy? Bữa nay Trọng mới vô cuộc chiến thật sự với anh em này. Xô đổ hai thánh ăn luôn rồi Trọng ơi. Chịu nó không? Quá nhanh các bạn ơi, mới 4 phút 22 giây à. 5 phút hết không Đoàn? 5 phút. Wow, 5 phút còn đen cá xeo ít. Còn 32 giây nữa. Nhiều riêu. Nhiều riêu riêu đặt ăn hết rồi. Nhưng mà vẫn cân nặng như nhau mà. Nhiều nước dễ ăn, riêu quá, đạt quá. Còn 10 giây nữa là 5 phút đó Đoàn. Nửa cái bún và một cái riêu nha các bạn. Còn đen dạo này gớm thiệt rồi chứ. Wow, 4 phút 57 giây. Toàn đang kinh điển thiệt các bạn ơi. Anh em ơi, Toàn đang bới rồi, Toàn đang định rời team, Toàn đang đi làm nội thất ngày hồi xưa của Toàn đang các bạn ơi. Nhưng mà Toàn đang đi thì quá nhiều anh em bình luận nói Toàn đang ở lại và Toàn đang không thể đi được. Toàn đang với lại cái kênh giờ này, kênh YouTube này mình YouTube đang có những thuật toán thay đổi mới ấy. Kênh YouTube mình dạo này cũng xuống rất là nhiều. Nên Toàn phải ở lại để giúp đỡ anh em một thời gian nữa nha các bạn. Khi nào còn anh em ủng hộ thì Toàn đang vẫn còn ở bên anh em mình nha. Toàn đang có làm kênh TikTok luôn các bạn ơi. Anh em mà thích TikTok thì ghé vào TikTok ghi là Toàn đang là có nha các bạn. Quá bung lụa chứ. Bung lụa dấu. Bung chày đâu. Nhức đầu không? Nhức đầu không? Nhức đầu không? Toàn cảm sát ra. Không, bình thường. Riêu tôi quá đà mà bạn thấy mình rồi. Do Toàn nó ốm nó thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng các bạn. Toàn dinh dưỡng nó. Vậy là tôi ăn tôi thiếu gì đâu mà. Do quan trọng với đồ lì tôi. Nó chưa thấm. Chưa thấm à. Chưa thấm thuốc. Do Toàn vô đồ nhiều quá nó quen đâu. Máy này bình thường với nó quá. Toàn đang đỏ mặt được bạn ơi. Hình như sao đỏ bị sao rồi. Nó hầm với tôi mà ăn bình thường. Cầu áo cho má Toàn nắng quá rồi. Tôi ăn nửa ký nó ăn cũng được mà. Trầm đúng không? Còn đúng không? Điên đạo gió vô. Ờ Vũ hết đi Vũ. Ơi. Bây giờ đậu nè, bây giờ đậu nếu mà đậu nước qua cho Trầm rồi đậu bún qua cho Vũ là được hay không? Ông húp bỏ được ông cô ấy Trầm rồi. Ấy Trầm à. Gù mà không ok. Sao cảm giác sao? Rung tay rung chân à. Ấy là ngon rung tay. Vậy sàn nữa hả? Càng không mày. Buổi sao lọt càng rồi đấy. Quá trời luôn. Hôm nay bây giờ review cảm giác Toàn đang này. Toàn đang sao? Nếu Toàn coi nửa ký nữa bạn được. Nửa ký bún như nước. Không, nửa ký dừa bún như nước á. Toàn không biết nó phải là hành tinh nào, anh em có nói hành tinh nào lụm cái đĩa bay trả cho nó đi về nha anh em. Còn Trạm sao Trạm? Thua. Mồ hôi ra nhiều quá hả? Em nữa. Ấy nó như thế nào chứ mình phải review cho anh em biết chứ. À. Không, mày quá. Nói được quá cái nhảy. Mày có nói nào luôn. Vũ. Trạm mệt quá nói không nào đâu. Nào thâu. Còn nào thâu ấy. Không nấu thao ai, ai ép đâu ăn cho nhiều nó bị sao á. Sao Vũ lâu rồi mình phá lại kỷ lục bún riêu hồi xưa sao? Cảm giác nó cũng vẫn còn không, cái, phê phê cái mà hôm tôi bị xe tôi sợ tới bây giờ luôn. Xe, đợt trước Vũ bị xe nó ói một lần nó quản rồi các bạn ơi. Nói chung mà dài cũng được rồi. Toàn đang hôm nay phá được kỷ lục hồi xưa Toàn đang nha. Hôm nay ăn phá được tất cả hậu giờ cây mình làm bún riêu luôn gì. Hậu giờ mình ăn lại mình mười mấy phút không mà. Bữa nay nhanh lắm à. Do mình làm nén mình làm một lần á. Ừ. Chứ để nó nguội nó nở khó ăn đấy. Chứ là trời nén quá em không nấu. Ừ. Toàn đang cũng ghê á. Anh em nào nếu anh em nào thích thử thách thì thằng Vũ bữa nay nó bự quá rồi. Với lại nó ăn nhiều nó mập quá để nó có chút vợ chút ấy nữa, chút cái tạo nó bạn ăn nhiều quá không tốt sức khỏe đâu. Còn Toàn đang nó còn ốm thì Toàn đang bữa nay là một cái cây cái cây chuyên gia thử thách. Sao đủ xíu mà. Anh em nào mà muốn vô thử thách ăn những cái gì thì nhanh hay là tốc độ gì cứ vô. Bây giờ Toàn đang cứ IP cho mình duyệt cái món thì anh em mình chơi thôi nha anh em. Xin tạm dừng clip tại đây nha anh em. Cảm ơn em rất nhiều anh em đã ủng hộ anh em nhớ là buồn thiêu đấy nói hết còn quá đăng cấp nói nào em phê thì không phê thì không
mình xử lý mà... xử lý quá không công kỳ nữa nè. Nếu tao vô nữa thì thôi tao là chắc hẳn bác trong đây luôn rồi. Chào anh em nha. Nếu nè ít nước một chút là tôi ăn hết. Ủa nói gì? À, cũng như nhà đúng rồi. À, đúng rồi. Bây giờ còn đây nè.